bốn bà, đồng tử sư biến hữu hội duyên vào thật tướng Thiện tài từ cung trời trở về nhân gian đi từ từ đến thành ca tỷ la đến chỗ vị biến hữu đảnh lễ đi nhữ quanh bên phải chắp tay cung kính đứng về một bên bạch rằng đức thánh còn trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo còn nghe đức thánh khéo chỉ dạy xin hãy vì con mà nói vị biến hữu đáp rằng thiện nam tử ở nơi đây có vị đồng tử tên là thiện tri chúng nghệ học bồ tát tự trí người đi đến đó hỏi vị đó sẽ vì ngươi mà nói